Theo tục lệ cổ truyền của người Việt Nam, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, người dân lại làm lễ cúng ông công ông táo và trong đó không thể thiếu thả cá chép phóng sinh. Người ta quan niệm rằng trong ngày này, táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong một năm qua của Ngọc Hoàng. Vì thế, cá chép luôn được người dân chú trọng trong buổi lễ. Sau khi cúng xong, người dân sẽ mang cá thả ra sông hoặc hồ để cá chép bay về trời. Một số địa điểm quen thuộc người dân thủ đô vẫn thường thả cá chép như sông Hồng, Hồ Gươm, Hồ Trúc Bạch, Hồ Tây, Hồ Linh Đàm, Hồ Thiền Quang, Hồ Ngọc Khánh, năm nay vẫn đón người dân đến đây thả cá. Cùng với cá chép được thả, nhiều người dân vẫn vô tư thả cả túi ni lông và cho vàng mã đã hóa xuống sông hồ. Để giúp người dân hiểu được tác hại của việc xả rác xuống sông hồ, sư thầy Thích Tịnh Giác tại chùa Phúc Sơn, Gia Lâm, Hà Nội và các đồ đệ đã có mặt từ rất sớm ở Hồ Tây, khu vực đường Thanh Niên, kêu gọi người dân không vứt túi ni lông xuống hồ. Đây cũng là năm thứ 6 sư thầy Tịnh Giác tham gia hoạt động này. Đó là chúng ta muốn nâng ý thức lên cho con người hiểu được về vấn đề về môi trường và sinh thái. Chính vì vậy mà 7 năm qua tôi thường ở đây để giúp cho mọi người hiểu được thế nào để bảo vệ môi trường, thế nào để làm cho gia đình chúng ta được mát mẻ. Thì đó là ý nghĩa sâu sắc mà tôi muốn giúp cho mọi người nhận thức được điều đó, mà đồng hành cùng với xã hội để nâng đất nước Việt Nam chúng ta lên sự phồn vinh và thịnh vượng. Thả cá là tôn trọng sự sống, phải yêu thương, yêu chuộng, sinh mạng. Thì muốn được mạnh khỏe, bình an, được sự sống an lạc thì chúng ta phải tôn trọng sự sánh của các loài. Thì đó là một vấn đề nhân và quả. Và khi chúng ta muốn bảo vệ được sự sống và yêu chuộng như vậy, tức như là chúng ta yêu chuộng hòa bình. Văn hóa Việt Nam có cái ngày này thả cá là biểu tượng cho sự yêu chuộng hòa bình. Đó là một điều rất là tuyệt vời, một văn hóa đẹp. Muốn được giữ cái văn hóa đó, chúng ta phải nhận thức về vấn đề đồng hành với môi trường. Là thả thế nào cho con cá sống được, nước phải trong xanh, không thể nào mà thả cho xuống dòng sông bảo là để cho mát mẻ. Muốn được mát mẻ ý nghĩa bao gồm là sức khỏe, phồn vinh và thịnh vượng. Mà chúng ta bỏ cho xuống dòng sông ô nhiễm thì làm sao có đủ sức khỏe cho con người. Như vậy thì bảo vệ môi trường cũng là một cách giúp đỡ cho mát mẻ, cho sức khỏe và phồn vinh và thịnh vượng. Nếu một ngày nào đó tôi không có mặt ở đây thì mong rằng mọi người cũng nên ý thức mang cái bao ni lông về để chúng ta tái sử dụng. Bên cạnh đó, một số đoàn tình nguyện viên cũng tích cực tham gia công tác dọn rác, bảo vệ môi trường. Nhóm tình nguyện này hoạt động với thông điệp thả cá đừng thả túi ni lông, nhắn nhủ tới người dân Hà Nội trong dịp Tết ông công ông táo năm nay.